Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Đi cùng là độ ẩm thấp, chỉ phổ biến từ 40-60%, nên không khí càng ngột ngạt, oi bức hơn. Đây là những con số đo được trong lưu khí tượng, thực tế còn cao hơn nữa. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam sẽ áp thấp đối với vùng áp thấp nóng phía tây, nên trong 3 ngày tới, ở Bắc Bộ vẫn còn duy trì cường độ nắng nóng, khi nền nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn miền Bắc đều cao từ 36-39 độ. Thậm chí đối với những nơi như tại Mường La, Mường Lay, Yên Châu và cả thủ đô Hà Nội, thì mức nhiệt còn cao hơn nữa, từ 40-41 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 6. Sau đó do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, mưa rông sẽ xuất hiện nhiều trở lại tại khu vực. Cục bộ sẽ có những điểm có mưa vừa mưa to đến rất to. Thời gian mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm. Nắng nóng tạm thời chấm dứt. Cũng chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây lại kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nên cái nóng ở các tỉnh miền Trung còn gay gắt hơn. Vì thế trong ngày hôm nay, suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt từ 37-39 độ. Các huyện vùng núi phía Tây tiếp tục xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao trên 40 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam cứ ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang hoạt động yếu, nên những cơn mưa rào có lượng và xu hướng giảm ở các tỉnh thành phía Nam chỉ còn vài nơi vào chiều tối. Còn trưa chiều thì trời có nắng và nhiệt độ đồng loạt tăng nhẹ, nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên duy trì ở mức cao là từ 31-34 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ có thể có mức nhiệt là từ 33-35 độ. Nắng nóng cục bộ xuất hiện tại miền Đông Nam Bộ. Phải từ ngày mai, khi gió mùa Tây Nam lại phát triển trở lại, thì mưa rông sẽ lại gia tăng trở lại ở khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, tập trung ở khu vực Trung Du và Đồng bằng, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Giữa phía Bắc có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ,
Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.